Thưa quý vị, thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách xử phạt vi phạm hành chính của bộ phận khám chữa bệnh từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 9 tháng 3. Và đáng lưu ý cơ sở bị phạt nặng nhất là viện thẩm mỹ IRS bị đình chỉ hoạt động 18 tháng, xử phạt 135 triệu đồng vì khám chữa bệnh chui. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn viện thẩm mỹ IRS có địa chỉ tại số 52 Lê Trực, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan chức năng xác định nơi này đã có các, các lỗi vi phạm bao gồm cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động, quảng cáo các sản phẩm hàng hóa dịch vụ đặc biệt mà không được xác nhận nội dung theo quy định. Viện thẩm mỹ IRS bị phạt 135 triệu đồng, đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng và buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo vi phạm. Trước đó vào ngày 24 tháng 2, thanh tra Sở Y tế nhận được thông tin của bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo viện thẩm mỹ IRS thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ làm khách hàng bị tai biến. Ngay sau khi nhận được thông tin, thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với công an Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng phường 7 quận Bình Thạnh kiểm tra đột xuất cơ sở trên xác định đúng như là báo cáo. Đoàn công tác đã niêm phong các máy và trang thiết bị phẫu thuật của cơ sở này. Bị xử phạt trong đợt này còn có bà Trần Thị Hiền là chủ hộ kinh doanh Hoài Vi có địa chỉ tại phường 10 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh với các lỗi cung cấp dịch vụ khám bệnh chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động và khám bệnh chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề. Và các cơ sở của bà Hiền bị đình chỉ hoạt động trong lĩnh vực y tế 18 tháng, phạt 35 triệu đồng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp. Ngày 11 tháng 3, thông tin từ Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, đơn vị vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh này, triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế La Lai. Điều đáng nói là qua soi chiếu, cơ quan chức năng phát hiện có ma túy cất giấu tinh vi trong nồi nướng điện, bao gồm cà phê, thậm chí giả dạng là do trà để đưa qua biên giới nữa. Trước đó qua soi chiếu, tri Cục Hải quan cửa khẩu La Lai, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã phát hiện hành lý gửi trên các xe ô tô làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam có chứa chất ma túy. Số ma túy này được cất giấu rất tinh vi trong nồi nướng điện, bao cà phê hay là gói nhựa. Đặc biệt là ma túy còn được đúc gói đặt trong những cuốn cuộn lá xanh, giả dạng là do trả. Và để triệt phá đường dây ma túy này, Cục Hải quan Quảng Trị đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành đánh án. Sau khi triển khai các phương án nghiệp vụ, lực lượng đã phối hợp bắt giữ đối tượng liên quan đến đường dây này. Thông tin ban đầu cho biết đối tượng 37 tuổi trú tại thành phố Đà Nẵng bị bắt tại địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế vào chiều ngày 9 tháng 3. Lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật là 2,1 kg ma túy đá, 3 kg ketamin cùng với 1,4 kg ma túy tổng hợp khác. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Các bác sĩ khoa phẫu thuật thần kinh lồng ngực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa phẫu thuật cho một ca bệnh vô cùng đặc biệt. Đó là người đàn ông 56 tuổi cư trú tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, mang trong mình khối u trung thất khổng lồ, nặng gần 8 kg ngay trong lồng ngực. Theo đó, trước khi nhập viện khoảng một tháng, bệnh nhân có biểu hiện ho nhiều, tức ngực, khó thở và mệt mỏi. Bệnh nhân được người nhà đưa đến khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Sau thăm khám, các bác sĩ phát hiện nhân có khối u trung thất lớn gây chèn ép tim, toàn bộ khoang phổi hai bên. Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển về khoa phẫu thuật thần kinh lồng ngực để tiếp tục điều trị. Các bác sĩ thuộc chuyên khoa lồng ngực, mạch máu đã hội trần và quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u cho bệnh nhân. Sau hơn 2 giờ phẫu thuật căng thẳng, ekip của các bác sĩ phẫu thuật thần kinh lồng ngực đã lấy ra khối u nặng khoảng 8 kg là tổ chức mỡ khổng lồ nằm lệch sang ngực trái, dính nhiều vào màng tim, màng phổi hai bên, chèn ép tim và mạch chủ. Theo thạc sĩ bác sĩ Dương Văn Minh, khoa phẫu thuật thần kinh lồng ngực bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, do khối u kích thước lớn, đường mổ lớn nên nguy cơ mất máu, đau sau mổ là rất lớn. Ekip gây mê và phẫu thuật đã phải phối hợp và theo dõi sát từng chỉ số của người bệnh này. Bác sĩ Minh cũng cho biết u mỡ là u lành tính của mô mỡ hay gặp nhất ở người lớn. Tuy nhiên u mỡ trong khoang ngực thì lại rất hiếm gặp và hết bệnh nhân không có triệu chứng nếu u có kích thước nhỏ. Và trường hợp u mỡ kích thước lớn sẽ dẫn đến các cái biểu hiện như là khó thở và khó nuốt. Một người cha ở Thâm Quyến Trung Quốc vô tình phát hiện con trai mình chơi điện tử trên điện thoại vào lúc 1 giờ sáng, bất chấp hôm sau phải đến trường. Thay vì trách phạt, người cha đi yêu cầu cậu bé tiếp tục chơi game suốt gần một ngày mà không được phép ngủ. Phụ này cho biết mình rất tức giận trước hành động con trai, xong không biết nên phản ứng như thế nào cho phù hợp và muốn dạy cho con một bài học nhớ đời. Do đó thay vì mắng nhiếc hay là phạt bằng roi, người cha chọn một biện pháp khác nhẹ nhàng hơn. Anh bảo với con trai rằng nếu cô bé có thể tiếp tục chơi game, thậm chí là tạo điều kiện bằng cách cho phép con nghỉ học ngày hôm sau để tập trung bấm điện thoại. Ban đầu thì cô bé tỏ ra rất hào hứng và thích thú với hình phạt bất thường này, tiếp tục chơi điện thoại suốt đêm dưới sự giám sát của cha mình. Đến 7 giờ sáng hôm sau, khoảng 6 tiếng sau khi dán mắt vào màn hình, cậu bé đã trở nên buồn ngủ. Nhưng khi cậu bé cố gắng đặt điện thoại xuống và đi ngủ, người cha không đồng ý. Vị phụ huynh nói với con trai anh ta rằng đã xin nghỉ một ngày làm để bảo cậu bé có thêm nhiều thời gian chơi điện tử nhất có thể và không cần phải ngủ. Cậu bé miễn cưỡng chơi tiếp và liên tục ngủ gật nhiều lần. Và mỗi lần như vậy, người cha sẽ gọi dậy bất chấp sự phản kháng của con trai. Đến khoảng 18 giờ 30 phút, tức là sau 17 tiếng liên tục chơi game, cậu bé cầu xin cha mình được đi ngủ và hứa rằng sẽ không bao giờ trốn chơi điện tử như vậy nữa. Cậu bé thậm chí đã viết giấy cam kết để thể hiện lời hứa của mình. Nếu như nhiều người cưng chiều con đến mức dù chưa đủ tuổi thì vẫn cho con cầm lái, thì có những ông bố sẵn sàng dùng những biện pháp mạnh để ngăn con ngồi sau vô lăng. Câu chuyện kỳ lạ về tình cha con đã xảy ra ở Logroño, uh, Tây Ban Nha, nơi một người đàn ông đã dùng Hàn Quốc để phá chiếc xe BMW uh, 3 series coupe ngăn cản con mình lái xe khi mà đang say. Hình ảnh chiếc xe bị phá tan tành đã được cảnh sát uh, à, chia sẻ trên mạng xã hội. Theo đó, thì người dân đã báo cáo cảnh sát khi chứng kiến một người đàn ông phá một chiếc ô tô đang đỗ vào ngày 26 tháng 2. Và khi cảnh sát đi hiện trường, họ thấy một chiếc SUV chạy hết tốc lực. Cảnh sát cho xe dừng lại và xác định được hai người ngồi trong xe. Đó là chàng trai 32 tuổi, chủ chiếc xe BMW, ngồi trên ghế hành khách, còn trai anh ta ở ghế lái. Sau một hồi hỏi han, cảnh sát đã xác minh được câu chuyện đằng sau. Người cha đã cố gắng thuyết phục con trai rằng anh ta đã quá say không thể lái xe được, nhưng cậu con trai không đồng ý và từ chối đưa chìa khóa chiếc BMW cho ông. Cuộc tranh cãi leo thang và trong cơn nóng giận, người cha đã dùng cuốc đập xe. Chiếc xe hư hại là BMW 3 Series E92 Coupe màu xanh lam, với bánh xe hợp kim đã được thay đổi và hệ thống treo hạ thấp. Bức ảnh hiện trường cho thấy có rất nhiều kính vỡ, vỏ thì bị móp bánh thì hỏng, lốp thì xẹt. Nhìn chung là chi phí sửa xe sẽ rất là tốn kém. Thậm chí người bố bị buộc tội phá hoại và có thể bị phạt tiền. Mặc dù ý định của người cha là tốt, nhưng vẫn có những cách khác ít bạo lực hơn để ngăn cản một người say khi lái xe. Hẳn là người chủ 32 tuổi của chiếc xe này cũng đã có được một bài học và không dám lái xe trong cơn say nữa. Một tháng sau khi chúng giải độc đắc Powerball kỷ lục 2,04 tỷ đô la Mỹ, ông Edwin Castro, người được công bố là chủ nhân của giải thưởng, đã chi hơn 25 triệu đô la Mỹ để mua một căn biệt thự ở Hollywood Hill, bất chấp việc người này bị một cư dân California kiện với cáo buộc đã đánh cắp chiếc vé trúng giải độc đắc. Castro là chủ nhân giải độc đắc Powerball 2,04 tỷ đô la Mỹ ở kỳ quay ngày 7 tháng 11 năm 2022. Ngày 14 tháng 2, công ty sổ số, số California công bố danh tính người trúng độc đắc nhưng không tiết lộ thêm thông tin cá nhân của Castro. Thay vì chọn nhận tiền thưởng chia thành nhiều lần trong 30 năm, thì Castro, người không xuất hiện tại vụ công bố giải thưởng, đã chọn nhận khoản tiền một lần, trị giá là 997,6 triệu đô la Mỹ sau khi trừ đi các cái khoản thuế. Theo đó, thì Castro đã mua một cái căn biệt thự 25,5 triệu đô la Mỹ chưa đầy 30 ngày từ khi được công bố là người trúng giải độc đắc 2,04 tỷ đô la Mỹ. Theo tạp chí bất động sản Deutsche. Các biệt thự nằm gần nhà ca sĩ Ariana Grande và MC Jimmy Kimmel, rộng 1.260m2. Biệt thự 3 tầng nằm phía sau lâu đài Marmont với 5 phòng ngủ, 5 phòng tắm và nhiều phòng chức năng khác. Biệt thự cũng sở hữu bể bơi vô cực, dạp chiếu phim, phòng tắm hơi, hai nhà để xe riêng biệt có thể chứa 7 chiếc xe ô tô. Căn biệt thự này được niêm yết lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2022 với giá là 30 triệu đô la Mỹ castro được cho là mua với giá hời vào thời điểm bất động sản ở mỹ hạ nhiệt và ít giao dịch nhất